Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với channel của tớ. Video ngày hôm nay thì sẽ là một video về quần áo. Trước đây thì tớ cũng có làm một vài cái video về phối đồ quần áo và tớ thấy là mọi người có vẻ khá là quan tâm và yêu thích cái chủ đề này. Sắp tới cũng đã là ngày 14 tháng 2 rồi và tớ nghĩ là các cô nàng của tớ dù là độc thân hay là có gấu thì cũng đều cần phải xinh đẹp hết đúng không? Thế nên ngày hôm nay thì tớ sẽ quyết định phối một cái trang phục cho ngày Valentine. Trên mạng bây giờ tớ thấy là mọi người đang rất là hot về cái chủ đề gọi là order hàng tao bao đúng không? Những cái món đồ như thế thì thường khá là khó để order và cũng như là khó để tìm mua. Tớ ngày hôm nay sẽ chọn một cái giải pháp dễ mua hơn, ai có thể dễ dàng mua được. Thì ngày hôm nay là tớ đã mua thử một vài cái món đồ trên Lazada. Các cái sàn thương mại điện tử Lazada gần gũi này thì mọi người nhiều khi là mọi người sẽ hay dè dặt về cái chất lượng sản phẩm quần áo đúng không? Sau một hồi tìm tòi thì tớ cũng đã tìm ra được một vài cái item mà tớ nghĩ là rất là xinh và rất là thích hợp cho cái mùa Valentine này. Chúng ta sẽ xem là ngày hôm nay tớ đã mua được cái gì nhá. Item đầu tiên là một chiếc áo màu trắng. Bạn này có phần tay voan phồng khá là điệu, chất vải khá ok. Khi tớ mua đồ trắng thì tớ rất sợ vải quá mỏng làm lộ nội y, nhưng mà may mắn là bạn này không bị trường hợp đó. Để cá tính hơn nữa thì tớ sẽ đi một đôi giày trắng, đội thêm một chiếc mũ màu đen nữa. Nhìn tổng thể không bị bánh bèo chút nào đúng không? Vì vốn bản áo này đã rất bánh bèo rồi nên là để tránh rườm rà thì tớ sẽ phối cùng với một chiếc quần bò mà tớ cũng mua được ở trên Lazada với cái giá siêu tốt luôn. Quần này cũng là cạp cao và điều tớ thích nhất là màu sắc của bạn ý. Tớ siêu thích quần màu xanh đậm và dáng suông thế này ý, nhìn rất là vintage luôn. Ngoài việc size của bạn này thì vẫn hơi rộng so với bụng của tớ một chút thì tớ cực kỳ ưng chiếc quần này. Chất bò cực kỳ xịn, mặc siêu thoải mái và cũng rất là trendy nữa. Cũng là bạn quần này nhưng mà để trông năng động hơn thì tớ chọn một chiếc crop top màu đen. Bạn này thực sự là giá rẻ như cho luôn ý, nhưng mà chất lượng không hề tồi đâu nhá. Tớ lúc mua cái haul này cứ lo là hàng không giống ảnh, thế nhưng mà mua thì ưng hết từ đầu đến cuối luôn ý. Ở đây tớ phối thêm một đôi Converse màu đỏ, ba màu đen xanh đỏ cực kỳ ăn khớp với nhau luôn. Bộ này trông thì đơn giản nhưng mà cực kỳ thu hút luôn. Đặc biệt là với bạn nào có dáng người quả lê thì combo áo crop top và quần ống rộng cực kỳ hợp luôn. Nếu những đằng nào thích mặc crop top nhưng phong cách nhẹ nhàng hơn thì tớ có một gợi ý nữa cho mọi người. Một chiếc quần culotte kẻ caro sẽ cực kỳ hợp. Để tăng thêm điểm nhấn tớ sẽ sử dụng lại chiếc mũ màu đen lúc nãy. Mọi người thấy không, chỉ với những món đồ siêu bình dân như thế này, chúng ta chỉ cần hiểu dáng người của mình cũng như chọn màu sắc phù hợp thì set đồ trông sẽ rất là hay ho đấy. Kết thúc với một món đồ mà tớ tâm đắc nhất trong cái haul này. Chiếc váy này tớ thấy rất nhiều trên Facebook, dù đã rất là muốn mua nhưng mà chỉ sợ là chất vải không được tốt hay là phong váy cũng không như trong hình. Nhưng mà cuối cùng thì tớ cũng đã tìm thấy chiếc váy định mệnh của tớ rồi mọi người ơi. Tớ ưng em này nhất là ở khoản em ấy có độn ngực bên trong và thứ hai là phong váy cực kỳ đẹp. Bạn váy này có xẻ nhẹ ở dưới chân nên là nhìn càng cute. Đằng sau váy có chu nên là tớ nghĩ váy này sẽ khá là dễ mặc. Với cái giá hơn 100.000 thì thật sự là tớ hài lòng lắm luôn ấy. Cái haul này đúng là thành công rực rỡ luôn mọi người ạ. Hy vọng là video này đã có ích cho mọi người trong việc lựa chọn quần áo cho dịp Valentine. Nếu thích video này đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ tớ nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.